Ngày 8 tháng 12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào thế kỷ thứ 7, trong giáo hội Đông Phương, có một ngày lễ được gọi là Đức Maria Thụ Thai. Lễ này được cử hành trong giáo hội Tây Phương vào thế kỷ thứ 8. Đến thế kỷ thứ 11, ngày lễ này có tên như hiện nay, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vào thế kỷ thứ 18, lễ này trở thành ngày lễ chính thức của giáo hội Hoàn Vũ. Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố tín điều bất khả ngộ. Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Trong giây phút đầu tiên khi thụ thai trong lòng mẹ, bởi một ân huệ phi thường và đặc biệt do Thiên Chúa toàn năng ban cho, vì công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại, nên Ngài được gìn giữ khỏi mọi tì ố của tội nguyên tổ. Phải mất một thời gian khá lâu mới hình thành tín điều này, trong khi nhiều giáo phụ và tiến sĩ hội thánh coi Đức Maria như vị thánh cao trọng và thánh thiện nhất trong các thánh, nhưng họ vẫn ngần ngại khi cho rằng Đức Maria là một người không có tội, hoặc từ lúc thụ thai, hoặc trong cuộc sống. Đây là một tín điều của giáo hội phát sinh từ lòng đạo đức của tín hữu hơn là sự hiểu biết của các thần học gia sáng giá. Ngay cả các vị lão luyện hiểu biết về Đức Maria như Thánh Bernard và Thomas Aquina cũng không thấy được lý do về phương diện thần học của tín điều này. Hai tu sĩ dòng Francisco là William Owen và John Duns Scotus đã giúp chúng ta hiểu biết hơn về ý nghĩa thần học. Họ cho rằng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria nâng cao giá trị công trình cứu chuộc của Đức Giêsu. Các phần tử khác của gia đình nhân loại chỉ được sạch tội nguyên tổ sau khi sinh. Với Đức Maria, tội nguyên tổ đã bị ngăn chặn ngay từ lúc ban đầu nhờ quyền lực mạnh mẽ của công trình cứu chuộc của Đức Giêsu.